tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Ngày mùng 1 tháng 12 vừa qua, dưới sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ công bố tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Bắc Kạn. Nền tảng LGSP cấp tỉnh là hệ thống nền tảng lõi trong khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. Việc triển khai nền tảng LGSP góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới. Thời điểm hiện tại, nền tảng LGSP của tỉnh Bắc Kạn đã kết nối thành công với hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các danh mục dùng chung như danh mục địa giới hành chính, danh mục dân tộc, danh mục chức danh, và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký và quản lý doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch Đầu tư, cơ sở dữ liệu toàn quốc về hộ tịch của Bộ Tư pháp.